Bạn, đây là một fan của NTM Gaming và hôm nay mình sẽ làm hộ bạn cái thần khí nháy giúp. Nếu mà ra giảm tốc ấy, thì sẽ được donate 10 củ. Đấy. Và nhiệm vụ hôm nay sẽ là tiêu hết đống thần binh phù này. Thần binh phù server mới này 6k một cái đấy ông ạ. Đây 100 cái này, đây tôi tính cho các ông nhé, 100 cái này. Chỗ này là 600 ấy. 600k điểm tặng ấy, nó rơi vào khoảng tầm gần 500.000 Việt Nam đồng ấy. 5 này, 10 này, 10 đây nhỉ? Đây là 1M này. Đúng không? 1M này, 2M, 3M, 4M, chỗ này 5M đấy. 5M 5M5 đấy, tổng chỗ thần linh phu này này. Chưa tính là tiền nó mua ấy. Giá dân mua dân cày đấy, không phải mua shop đâu, shop không có. Dân cày đấy. Rồi, anh em cùng chúc là thêm hôm nay nếu như mà sẽ được thần khí giảm tốc donate 10 củ. À, tiếp ra đây đây, quên quên. Chích 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 chích. Bây giờ phải chích ra, các bạn nên nhớ là phải chích ra. Không là làm xoẹt phát là mất luôn cả 4 viên ngọc lại còn mất luôn cả cái điêu quan nội lực lại, tiền đâu mà đền. Sơ sơ chỗ này bao nhiêu ạ? À? 3 này 6 này là 300k, cái điêu văn nữa là 450k. Đấy, nếu mà dí xoạch phát thôi là mất luôn ngọc cả đấy đấy. Nên nhớ một điều là phải tháo điêu văn cho nhá. Tháo điêu văn tháo ngọc ra. Ngứa tay làm thêm cho ông ấy mấy cái khuyên nữa. Ác này bạn ấy đi chơi một thuộc tính thôi cho nên chúng ta không cần phải làm khuyên của Thiên Sơn làm gì cả. Đấy. Nay ông chơi ở server cũ à? Chào Yến Ngọc nhá. Chào An Nguyễn. Anh cũng chưa trời huyền thoại. Anh em thấy cái tên nhân vật này nó có quen không? Rất quen là đằng khác. Một nhân vật gọi là không tầm thường từ xưa đến nay ở server rồi anh em. Những anh em nào mà chơi lâu rồi thì chắc chắn sẽ biết. Trích này, tháo. Tháo đây. Ô, chết chết nhầm rồi. À thôi không sao, không sao. Mua cái này để tí này không? Ok đây rồi. Đây, đó bây giờ nó đang là hỏa công hút máu và mình sẽ cố gắng thử vận may. Ok các bạn, rồi xem nào, xuống ngựa chọn vị trí đẹp đó. Ẩn hết thằng ẩn hết bọn khác đi các bạn. Thì L gì đây? Ẩn hết bọn khác đi. À đây đổi cái này các bạn. Nếu các bạn đi yến từ ô ấy thì đổi cái này ra này. Ai hợp lên 2 5 cái này sẽ phọt lên một cái. À đây, nhầm nhầm nhầm. Cấp 3. Rồi. Ok. Mua này. Mình cứ mua nhiều nhiều tí. Nào dọa ma nó thì nó sẽ sẽ ra. Đó, mua lom dom là nó không ra đâu. Đấy, kích. Ok, một phát có luôn thì gắt đấy. Đây là mình đang tẩy lại chứ không phải là làm nhé. Cái cách làm thì các bạn lên mục tìm kiếm của YouTube ấy. Các bạn gõ là cách làm thượng cổ thần khí NTM phát là thấy, hoặc là cách làm thần khí NTM phát là thấy video hướng dẫn làm nhé. Còn hôm nay mình chỉ tẩy thôi, nếu mà đen quá thì mới làm. Và cái số này mình sẽ cân đối cho bạn ấy cố gắng là chắc chắn sẽ có một cái giảm tốc. Cái nước cuối thì có một nước chắc ăn, tí nữa mình sẽ chia sẻ với anh em sau. Nước chắc ăn gần như là cái tỷ lệ giảm tốc nó phải đến 80% ấy. Tí sẽ chia sẻ ở cuối video. Auto là chicken bạn ơi, Huy Hoàng. Chào Thái Học nhé. Chỗ này còn hơn 400k cơ, tiêu tẹt các bạn. Chào anh Huỳnh, hello bạn ơi. Rồi, chỗ này là tẩy, biết là 50, 52 để 4 đến 6 này.
Đây được 6 phát rồi đấy. Rồi, xúc miệng cái trước anh em. Thần Hải Binh Vực cho đây. Xúc miệng cái nữa nhỉ, không phải nghĩ xúc. Loại thần khí không thể luyện hồn đó. Nhầm à? Ấn giả vờ đấy. Bây giờ này, bắt đầu này. Huyền công hút máu. Cái này nó cực kỳ dễ dàng huyền công nhưng nó là hút máu này. Khai gì mãi cả nồi. À, top chat à, ok em ơi. Ok anh em. Một phát nhưng mà xịt rồi. Hút máu. Vãi cả nón rồi. Tưởng một phát ăn ngay chứ lệ. Căng căng căng, gọi này căng. Đã thử phát nữa nhé. Ai làm cái thiếu lâm đi. Nguyện vọng của bạn ấy cũng là muốn làm cái của thiếu lâm, nhưng mình làm cái thiếu lâm đi. Thực ra không phải là mua của thiếu lâm là chắc chắn nó sẽ có huyền đâu các bạn, không phải. Lên 119 ấy nó random tất cả các thể loại, nhưng mà cái các bạn nên biết ấy, đó là cái khuyên và cái quạt là những cái nó có xác suất 4 thuộc tính nhiều nhất. Tuy nhiên ấy thì cái khuyên chỉ có khuyên của Thiên Sơn thôi là nó có giảm tốc. Khuyên của Thiên Long thì không có, quạt của Tiêu Dao thì không có. Đó nha các bạn. Và một điều các bạn cũng nên biết nữa đó là cái song đoạn của thằng Tích Túc ấy thì nó sẽ không có hỏa công. À, đấy, những cái đấy các bạn cũng nên biết. Chia sẻ thêm một điều nữa và các vấn đề xoay quanh này. Đó là không phải bạn mua ở cái lúc này ấy, ở shop nó giảm tốc, mà lên 105 xong lên 119 nó sẽ giảm tốc đâu, không phải. Bạn mua cái nào cũng được hết. Lên 105 nó là hên xui, xong từ 105 phọt lên 119 nó cũng hên xui. Chứ không phải là cứ mua từ cấp này nó sẽ lên cấp cao nó sẽ giảm tốc đâu nha. Nhưng cái đó các bạn phải biết. Thêm một điểm nữa như thế này, đó là cái này của MG, cái này cái bang, cái này thiếu lâm, cái này võ đang đúng không? Thì cái của minh giáo này không phải là 100% nó sẽ ra hỏa, nó vẫn có thể là ra huyền, ra độc. Băng thì chưa thấy. Huyền, độc, hỏa. Có trường hợp nó ra cả hỏa và độc. Cái hỏa độc và cái này. Cái này. À, các bạn, nó thì cái này cũng thế, nó cũng thể giao huyền, ra hỏa, ra độc, chưa thấy cái nào băng cả. Còn những cái này thì không nói nhé, cái này không các bạn không cần quan tâm đâu. Hết. Thôi chia sẻ vài điều thì thôi, các bạn nào muốn biết kỹ hơn ý, thì lên mục tìm kiếm YouTube gõ là cách làm thượng cổ thần khí là TM phát là thấy video nhé. Anh em phải lên 100 like thì nó mới ra giảm tốc được. Anh em ơi, ủng hộ nào thêm màu 100 like đi. Ai bắt đầu tẩy này. Luyện hồn. Đó. Đây nó ghi ở đây này các bạn này. Chú ý. Khi luyện hồn, vật phẩm sẽ mất tất cả cường hóa, đục lỗ, bảo thạch. Nhiều ông ấy là không đọc. Cứ thế này mà dí thôi này. Thì nó mới mất. Chứ còn nó ghi rồi. Các ông không đọc thì nó sẽ mất thôi. Đây, thần Hải Binh Vực, cái này thì cứ cho vào đây nó phọt lên thôi các bạn. Cái này đó, đấy, nó giảm tốc. Huyền công của Huyền. Bây giờ nó mới là cao thủ này. Tại vì bạn ý nói với mình là anh cứ tùy ý mà sử dụng, em cứ quẩy tẹt đi. Thế cho nên bây giờ mình sẽ có một cái phương án, đó là như thế này, bỏ cái này xuống đây. Đó, và mình mua thêm một cái nữa. Tại vì cái này có giảm tốc rồi anh em ạ, nhớ đâu xịt ý thì còn... có cái này mà chống cháy, không hiểu chưa? Làm cái thần khí phụ ấy, tức là sẽ cầm cái này, bao giờ làm được cái giảm tốc ngon ấy thì bỏ cái này đi.
chứ bây giờ mà công dí luôn cái này thì đôi khi là mất cả chí lẫn chài, đúng không? Đó. Chơi game nó phải tỉnh ở chỗ đấy các bạn. Đó, bây giờ là đóng thêm một cái nữa. Rồi, luyện hồ này. Ok, tiếp tục. Đây, đóng vào thượng. Đây thì thần bảy vực. Duyệt đây, duyệt. Dục phát này. Đấy, nó hút máu thấy chưa? Ai không thấy chưa? Chơi game là phải tỉnh như thế. Đây này, nó thì cái này là chính là cái gọi là phương án phụ của mình. Giả sử hay nó xịt hết đấy. Thì còn cái này mặc dù điểm nó thấp hơn một tí thôi. Nó thấp hơn một xíu xíu thôi. Nhưng mà nó có huyền, bỏ cả huyền và có cả giảm tốc, thể rất đầy đủ. Nó chỉ là thiếu mất cái dòng chính xác thôi. Bây giờ đóng lên 119 này. Rồi. Cái phát này với anh mà phát này căng này. Ăn 10M hay không ở phát này này. Đây làm miếng nước này đã. Hôm nay được donate 10M hay không là ở phát này này. Tại vì có những người làm đến 10M, 20M không ra được cái thần khí đâu các bạn. Ồ, có nhận đích đâu mà hôn nhận nhỉ. Không thằng nào PM à. Không thằng nào PM à. Phải nhiều thằng nó kiểu bot 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 cơ. Đây chưa nào. Cái kênh bọn này nó có kênh liên minh nên là mình phải tách riêng cái kênh gì ra các bạn. Không là đám máy trong đó. PM. Đội ngũ đây. Đây rồi đi. Không còn nào rồi các bạn ơi. Này công nhìn này. Hôm nay thì ăn cám cả lũ rồi. Trông này. Đấy. Hai cái nó giống nhau chứ này. Thế đều. Đấy, còn bao nhiêu thần minh phù được không? Các ông đốt xoạch 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 phát hết gần 5 củ rồi đấy. Thôi, bình tĩnh. Không, không sao, không sao các bạn. Bình tĩnh. Ui, còn muỗi to thế. Nhà gần rừng nó lắm muỗi các bạn. Rồi, tiếp phát nữa này. Nghỉ tí soi pinh 198 à. 198 thì cặp đất mặt úi lại 176 này. Cái pinh này thì công phủ chuối cực kỳ. Đừng bao giờ làm ở cái ping 176 này, thật. Các ông nên đứng đợi cho nó khác cái số 176 đi. Nó nhảy phát, nó nhảy sang cái khác phát bụp luôn. Chỉ cần nó nhảy sang cái khác phát bụp ngay anh em nhé. Tất nhiên là không phải là 100% nó sẽ thành công nhá, nhưng mà cái theo cái EXP của tôi ấy thì nó là như thế. Có tin thì cái được thôi các bạn. Hello các bạn nhé. Các bạn nào cần ác thì nhắn tin vào Facebook cho mình nhá, link Facebook của mình ở dưới phần mô tả ấy. Các bạn cần ác hay cần điểm tặng thì nhắn tin vào Facebook cho mình. Chào Hoàng Vĩnh nhá. Hello các bạn. Nó nhảy lên các ông ạ, nó nhảy phọt lên núi rồi. Hơn thua rồi, không không là nói gì rồi. Không thằng nào nói gì rồi anh em ạ. Quên mất không để ý, nó phọt xuống cơ. Nó lại phọt lên gì. Nó phọt lên. Úi trời. Bỏ huyền này. Phọt lên thế này. Hai bốn hai rồi này. Trời ơi. Hay vãi cả nồi. Đây còn bao nhiêu đây? Chỗ này mình phải tính toán cho cậu ý phát xem nào.
còn 600 cái tức là tẩy được 6 phát nữa thôi. Căng phết. Hai bốn hai các bạn ơi, đậu phộng anh em bảo like đi anh em, ước gì được 100 like đi, 100 like thì chắc là sẽ được tạm tốc đấy. Càng vãi. Cái này phải để riêng ra đây nhá anh em, để không để lẫn lộn được, tại vì cái này sẽ là cái phương án dự phòng. Phương án dự phòng đấy mà anh em tẩy nó đi là vỡ mồm đấy. 198 này. Chị gì vậy? Dứt đi á, à? Dứt chỉ có đốt tiền thôi em ơi, em như kiểu là em làm võ hồn hay cái gì đó. Các ông phải rút ra một cái kinh nghiệm. Các ông nên làm một cách chậm rãi từ từ thôi. À, xem nào. Một chín tám này, pin 198 này khét lắm. Vẫn 198 này. Ông ở tắt cái ga đi. Không, tôi thì cứ tin, có tin là có được thôi các ông ạ. Cứ tin là được là sẽ được thôi. Cứ tin là sẽ được thôi các ông ạ. Cứ bình tĩnh. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ này nhá. Giả sử như ông mua 100 cái võ hồn diên thọ đan đi. Giá là 20k một cái, 100 viên là đâu 2 củ đúng không? Các ông càng nhấn nó không, càng không ra các ông càng hăng ấy. Thì tôi tin chắc rằng các ông sẽ chẳng được cái võ hồn toàn mỹ nào đâu. Nhưng có những thằng nó cầm khoảng 20 viên này thôi. Nó tẩy cái lần đó, nếu hết 20 viên mà nó chưa lên toàn mỹ ấy, thì nó để lúc khác nó tẩy tiếp. Những cái thằng đấy rất hay ra võ hồn toàn mỹ và bán rất nhiều võ hồn toàn mỹ. Đây là một cái máy nhỏ tôi chỉ cho các ông đấy. Thì cái làm thần khí này tất nhiên là không phải như lần nào nó cũng thành công nhé, không phải. Mà đây chỉ là gần như chúng ta người chơi hệ tâm linh thôi. Cái này nó đắt lắm các bạn ạ. Chỗ này 500 của nó đấy. Mặc dù là không phải tiền của mình nhưng mà cũng sốt lắm đấy. 100 cái là 500 ca nghìn đấy. Ông nào chơi ở server thì chắc đã biết. Năm trăm nghìn của nó là nháy một phát thôi đấy. Lại 176 này. Chơi phát 16 thế nào. Chơi mày xem nào. Không nào VM à. Thôi xịt rồi anh em ơi. Không thể nào VM rồi. Để tạo một cái kênh thế giới nữa này. Để tránh đá máy bọn này. Để bỏ cái kênh đồng minh đi. Kênh bang đi. Thế giới 2 đi. Hỏa công bỏ qua hỏa chuẩn mờ đấy. Cái điều tôi nói lúc đầu ấy, các ông hãy nhớ lại ấy. Tức là không phải là các ông luyện cái thiếu lâm là chắc chắn nó sẽ ra huyền đâu, không có. Nó sẽ hên xui thuộc tính các bạn ạ. Thôi bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ làm cái cách này. Cách này nó sẽ là một phương án dự phòng nữa cho bạn ý. Được tùy ý tiêu mà, không sao đâu.
Kiểu tiêu sai tí nó cũng không chửi đâu mà sợ. Lúc đầu tẩy cực kỳ khó luôn. Câu giờ quá. Ôi trời, cái này mà các bạn cứ ấn chành sạch các bạn tưởng tượng đây 500.000 dí lên bay lên trời đấy bạn ơi. Cứ vào mà ấn chành sạch ấy. Tiếp này. Thửa luyện hồn này. Vẫn trong tầm kiểm soát các bạn. Chỗ này là bao nhiêu đây? 147 thiếu mất mất mấy cái rồi. Đây luyện thần hải binh vực này. Luyện. Thượng cổ thần khí này. Các ông xem thì các ông không tiếc, nhưng mà cái thằng chủ ác ấy, hoặc là những ông nào chơi ở server này ấy, thì các ông sẽ biết là cái cục này nó bao nhiêu tiền đấy. Không thể nào là gì à? Mẹ nó kéo có huyền như chứ. Thằng này nhân phẩm đen thôi. Mẹ nó huyền một phát thôi là thôi trời ơi luôn ấy. Nó mà là huyền công này, nội chính, nội thể, thân, tất cả tính, bỏ qua một cái kháng huyền. Cầm cái này nó hơi xấu thôi các ông ạ, hơi xấu thôi nhưng mà nó có nội công. Thì tôi muốn làm đây là phương án dự phòng cho nó, ít ra nó vẫn có giảm tốc đấy nè. Cái này chính là cái rất dễ ra giảm tốc và huyền công. Nó căng rồi. Ít ra có hai phương án dự phòng đây cho nó rồi. Thôi xài tạm cái này cũng được các bạn ạ. Mất đi 166 điểm huyền thôi. Nhưng mà có giảm tốc và bỏ qua mục tiêu kháng huyền cũng không phải là dạng vừa đâu. Và hơn nữa là nó thuần nội. Còn cái này ấy, thì nó là ngoại. Chắc chắn các ông sẽ phải có dòng cường hoặc dòng ngoại. Còn cái này là nó thuần nội hết. Nó sẽ không có dòng cường lực nào cả. Và hai cái đều là lệch pha, không phải là kiếm. Cho nên là cái quyển kia nó cũng chẳng được hơn gì cả, như nhau cả. Mà cái bản này thì cầm cái gì chả được. Tiếc quá. Nháy những cái này nó mênh mông lắm các ông ạ. Thật. Nhưng thôi, nó bảo là tiêu hết cho nó thì cứ nháy thôi. Nó bảo anh cứ làm sao, anh không phải tiếc nhá. Nó nhắn thế nào. Anh không phải tiếc, anh cứ xóa đi cho em. Miễn là có giảm tốc thôi. Và có huyền là được. Đấy. Nếu có huyền ấy, thì em donate cho anh 10 củ. Đó. Nó là thế đấy các bạn. Thằng nào BT đây? Cứ nãy giờ cứ BT là thì áo nào. Bọn này đâu đây? Chắc bọn nó BK à? Ơi kệ thôi, hôm nay anh không VK đâu. Ngon rồi, thằng nào gáy đều đây, thằng nào gáy đều ngon rồi đây. Chín bảy thụt mất đấy, nhau chạy cho phát đi. Yeah.
các ông ấy nhìn này, các ông trông này, rồi nhìn này, rồi cho ông xem này, hỏa này, giảm tốc này, chơi bời gì nữa thật các ông ấy. Này gì chơi bời gì, bay đâu đấy khoảng tầm hơn hơn 3 triệu rồi đấy, nãy giờ là hơn 3 củ rồi đấy. Thôi cứ để nó tạm đây cũng được, thì biết đâu cầm cái hỏa cũng được đúng không, nó cũng có giảm tốc rồi. Tiếc nhất cái này này, tiếc thối mồ mà. Cái này nó mà có huyền công nữa, cầm mê ly luôn. Vừa có chính vừa có nội lực, thuần nội, tất cả thuộc tính đầy đủ hết. Và bây giờ còn mỗi thằng này thôi, thì cứ cho nó vào mà đóng thôi, gì nữa đúng không? Vào càng đi em. Ôi trời, 176. Ê. Bây giờ nó ra giảm tốc rồi, thế là cái tỷ lệ theo như cái kinh nghiệm của tôi ấy, là hiện tại nó đang giảm tốc rồi mà công nháy tiếp ấy, thì đến khoảng tầm 90% là nó sẽ không bao giờ có giảm tốc nữa đâu. Nó thật, nếu như nó là phát chán hay nó là cái gì đó ấy, thì các ông mới nên nháy tiếp, còn nó là giảm tốc rồi ấy, thì thôi ông nháy tiếp. Nó như tôi nói đấy, 90% theo những cái kinh nghiệm làm thần khí của tôi. À, tí tí nữa anh mua thêm ba cái nữa nhá Hùng nhá. Chưa, chưa anh em ạ, chưa, bình tĩnh nha, bình tĩnh. Một phát nháy là 500 đấy. Hai phát nháy là một củ. Chỗ này còn khoảng để mua rồi này. Mua ba cái thần minh phủ. Bao nhiêu đây? 20 này, em có này 15k này, ok. Đại lý nhân tặng, đại lý nhân tặng. Mua đây, mua đã anh em ạ, mua đã. Chạy về mua đã. Đen nó NTM đen ấy. Vì sao ắc nó lại đen ấy, NTM đen đéo đâu mà. Ắc nó là do nhân phẩm các ông ạ. Ok anh em. Vãi cả lều luôn đấy. Xịt mấy phát rồi đấy. Nhưng mà vẫn còn phương án dự phòng các ông ạ. Đây phương án dự phòng đây, không sợ. Chứ không thể chơi cái kiểu là được ăn cả ngã về không được. Làm gì cũng phải tính một cái đường lui cho mình. Có nhiều thằng lên 119 chơi rất lâu rồi vẫn cầm thần khí 105, là các ông hiểu lý do vì sao rồi đấy. Đây bao nhiêu đây? 46, 47, 48, 49, mua thừa không làm gì cả anh em ạ. Đó, 49, 50, 51 chứ. Ok, đó. Đâu nhỉ? Thằng cu kia đâu rồi? Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy đâu? Bắt sóng này, phát nào. Đâu ta? Hana, nó là giá hay. Hana, Hana thằng đéo nào. Bé Na này đây, nhìn thấy đâu? Đâu? Hana là con đéo nào nhỉ? Bé Na này. Ủa, thằng này dép Lào này, tông Lào. Ái cha. Full 7 đấy. Đừng có cười anh nhé. Ủa, vẫn cầm thần khí 102 này. Đâu nhỉ? Nếu như thấy con Hana nào mà nó cũng không giao dịch với mình luôn.
đâu ta, à đây Civic này, nó bảo giao dịch HANA, đây đi giao dịch Civic. Tiếp tục nào anh em, hy vọng hôm nay sẽ hoàn thành được cái donate 10 cổ, 3 phát nữa thôi, ăn hay không ở 3 phát này. Tô Châu Hùng ơi, em có đang xem livestream hay không? Cái ác của em nó đen quá. Về tắm rửa, thay quần áo, xỉa răng, vuốt keo đàng hoàng chưa? Sao mà cái ác của em nó đen thế? Bao nhiêu đây anh em? Ủa, một năm tư này rút gì? Gì? Ôi trời ơi. Một năm tư đấy không ạ? Đúng đấy. Đùa. Chịu thật. Để xem ID thằng này bao nhiêu. ID thằng này rồi thế nào. Úi dồi, 000 này thì tất cả về không rồi. 3C42 C lại còn không không có. Thế này thì thảm nào. Để xem danh hiệu nào. Ô, chưa lấy vợ luôn. Có vẻ là hối đen rồi. Thì tôi tính xem còn cái gì nữa không. 000 000 thì theo các ông là nó có lên nổi không? Ý gì vậy? Cậu nhìn thấy quả ID nó đây, đây tôi có nói phép làm gì đâu, ID này ông lại bảo tôi bốc phép đây này, ID này 000 luôn đây, ông xem thằng này nhá, ví dụ như thằng này này nhân của nó này đấy, 7C3B này đó, ít khi nhiều thằng 00 lắm đấy, thằng này 33 này đó đấy, xem thằng TikToker này xem nào, ối F3B này, thằng này là 000. Thả nào làm ba cái thần khí 119 xịt cả ba. Khả năng ba cái này rồi mua thêm phát nữa xem nào. Bây giờ tẩy, nếu như mà tẩy thì tẩy được 2 phát, mà mua thêm cái nữa thì chỉ một phát thôi. Được chiếc quyết định khó khăn này. Anh em thử bảo nó tẩy cái nào đi nào. Ê, ông bảo các ông bảo tẩy cái nào bây giờ? Cái này thì cũng không dùng được. Làm 4 cái đi anh. Thôi, cái này để dự phòng. Cái này không nên. Đây, tôi nghĩ là... Đây, đây, phát này đi. Cái này đi, tôi nghĩ cái này cây nỏ, tôi nghĩ là cái này hơn này, cái này nó cái nó dễ hơn ý. Cái minh tôn nó đang giảm tốc rồi, thế cho nên các ông tẩy thì đéo nào nó theo như kinh nghiệm của tôi ý, là ít khi nó vẫn giảm tốc tiếp lắm. Đây cái thằng cái này bao nhiêu đây? Có nội công này, trời có là 176 này, từ từ. Anh nghe em mà Minh Tôn á, thì tí nữa, nếu mày không ra mày mất gì,
Đây là cơ hội của mối cũ của anh ấy. Tin em thì có được cái gì đâu. Anh tin bản thân anh còn hơn. Cái nỏ này nó khác không ạ? Nó không phải là cái nhánh của đằng Minh Tôn. Cái nỏ nó là một cái nhánh khác. Cái nhánh này nó rất dễ ra giảm tốc vào huyền. Rất dễ thôi chứ không phải 100%. À, cây nỏ ra 10 triệu em chi 100k. Tôi sẽ chờ nó xuống khoảng nó nhảy một phát thôi là tôi dí đấy. Nó 201 này. 201. Không không ăn thua lắm. Hai linh một, bật YouTube lên cho nhảy ping nhà xa hai, nhảy đi em ơi, nhảy 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 đi mày, ơ kìa nhảy đi em. Dancer gì mà úi lại một nhảy một ping này. Mày nhảy một bên nhưng mà nhảm gì cho mày phát đi. Ôi phát này ăn rồi này. Hả? Trời thôi thật ông cái ác này nó đen thì nhớ hiểu thế nào nữa luôn ý. Thể lực đâu, trời ơi ngon gì. Trời ơi. Ê, bao giờ. Thể đâu mà 10 mà làm gì có thể đéo đâu. Công trông nó này. Thì hiểu rồi đấy. Chơi chơi game như cú vậy đấy, gần hết 5 triệu rồi đấy. Bây giờ còn mỗi 500k thôi này. May không gặp may. Thôi để ông khác. Tôi hay nói với các ông là có thằng làm 10 triệu không ra thần khí. Đây là một ví dụ đấy. Không Minh Tôn thì để đây thôi. Chồng. Thôi số không được donate rồi anh em ạ. Sống trên đời đôi khi gặp may giống như kiểu là livestream 2 năm rồi kênh NTM Gaming Minh nó vẫn cứ lẹt đẹt kiểu nó đen buồn. Làm nốt đi thôi chứ còn gì nữa đâu mà khóc mới sầu. Thôi dùng tạm cái này vậy. Tôi không thể tôi không thích cái này lắm ấy. Tại vì ngay như cái ác thiếu lâm của tôi các ông thấy đấy, tôi cũng không bao giờ dùng cái trượng của thiếu lâm. Ê, sợ thật. Thôi còn phát thôi anh em. Bây giờ 2248 này mình nhảy lên cao thế. 246 thôi thì nó còn đẹp đấy, 248 đấy nhảy vọt cấp thế này thì xịt rồi. Nhảy qua cầu khỉ vớ vẩn lại tọt xuống mương ấy. Minh Tôn. Nỏ nốt đi. Kỳ này cây MG đi. Nỏ thì ông bảo là cây gì bây giờ nào? Nỏ hay là cây gì? Cái Minh Tôn này các ông phải hiểu này này. Minh Tôn thích già
Thôi, tôi nói nhá, nôm na là như này, những cái cây này cái tỷ lệ da giảm tốc nó khó hơn cái cây của đường môn, chỉ có một điều là cái cây của đường môn nó cầm nó xấu đó, cho nên cái lựa chọn của tôi ấy là tôi tẩy cái này nhưng không may một chút. Còn bây giờ ấy, hiện tại là cái nó đang giảm tốc rồi, tẩy phát này thì nhiều khả năng nó sẽ khó có thể giảm tốc lắm. Công vào cây gì này, cây thiếu lâm đi, còn mỗi 100k thôi đấy, đốt của nó 5 củ rồi. Làm phát lại đi anh em, còn gì đâu mà khóc với sầu, còn mỗi thằng này thôi, cho đây này. Chặn nỏ đi, số báo cuối cùng nỏ ăn 100%, cây thiếu lâm 100 năm chơi luôn. Minh tôn đê, ôi ông bảo minh tôn ông bảo thiếu lâm rồi ông còn thế tôi chơi minh tôn nhá. Đây đây đó, ta chiều ý các ông nhá, nó mà xịt như là do các ông nhá, lần sau đừng có mà tư vấn đều nhá. Đây bây giờ tôi làm nốt cây thiếu lâm đây, à quên cái MG đây, số cuối cùng của máu chẵn là nỏ, lẻ là MG ai chứ, chẵn là nỏ ở đây thì chẵn đấy. Cái này nó đang giảm tốc rồi, ít ra cầm nó còn có khi thế. Bây giờ làm nỏ à? Anh em nào nỏ thì comment nỏ đi. Minh Tôn này khả năng xịt cao lắm. Thật, tôi nghĩ là Minh Tôn khả năng xịt cao lắm. Cái này thì tôi không thích cái thần khí của Thiếu Lâm, nói thật luôn đấy. Cầm lên nó chẳng có gì đẹp cả. Nỏ anh em bảo nỏ, thôi tôi nghĩ là tôi sẽ nghe theo, bây giờ nghe gọi là sự trợ giúp của khán giả, bây giờ nó loạn quá rồi, nó cứ 50-50 ấy, ông sự trợ giúp của khán giả hơn đánh đố thôi. Minh Tôn thôi, tôi sẽ nghe theo quyết định của tôi. Đây giống như kiểu là ai là thần khí ấy. Tôi sẽ đi chơi ai là thần khí. Ôi tôi chưa được à, chưa được nhầm rồi, chưa được. Thôi nha anh em, hôm nay livestream đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi livestream ngày mai. Anh em nào ghé qua thấy hay thì nhớ đăng ký kênh NTM Gaming nhé. Video mình chỉ sẽ post vào 8 giờ sáng và 12 giờ trưa. Livestream đều vào 20 giờ tối nhé. Hẹn gặp lại anh em ở buổi livestream ngày mai. Bây giờ chúng ta cùng đến với buổi livestream tiếp theo nha các bạn. Bye bye tất cả anh em. Ơi xin chào các bạn, hôm nay chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh NTM Gaming. Hôm nay thì một cái chủ đề khá là mới. Hôm nay đi soi PK nha anh em. Đi soi PK các liên minh cái. Anh em nào ghé qua thì nhớ ủng hộ NTM một like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Ơi chủ đề chính của ngày hôm nay là đi PK map.